xây dựng chân quá giao thông từ việc xử nghiêm ma men. Trên công trường, các nhà thầu đang tổ chức thi công 3K 4 kiếp, không quản ngày đêm, kể cả ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Hàng ngàn kỹ sư công nhân vẫn bám công trường để đưa các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam về đích đúng hẹn. Để kịp đưa tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ về đích vào cuối năm nay, với kỳ cuối tháng 4, các công nhân, máy móc, thiết bị gấp rút thi công hạng mục chính trên công trường, từng bước hoàn thành bản ghép còn lại của tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Cao tốc này giúp rút ngắn thời gian đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ chỉ còn gần 2 tiếng đồng hồ. Những ngày này, miền Tây nắng như đổ lửa, nhiệt độ thường xuyên ở mức khoảng 35 độ C, nhưng các công nhân vẫn miệt mài với phần việc của mình. Tại vị trí đầu dự án tiếp giáp với dự án cầu Mỹ Thuận 2, các nhà thầu đang triển khai lưu làn đường. Dọc theo tuyến chính, hàng chục máy móc thiết bị đang tập trung thực hiện đắp cát gia tải hoặc dỡ tải để thi công móng cắp với đá dăm. Tiếng máy móc thiết bị rộn ràng khắp công trường. Tối qua, hàng ngàn người dân đổ dồn về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn xem pháo hoa mừng lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Sau màn trình diễn ngoạn mục là cảnh hàng dài người chen chúc, nhích từng chút trên các đoạn đường quay trở về nhà. Từ chiều qua, các tuyến đường về trung tâm quận Nhất, khu vực quanh hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Sa La tập trung đông người dân chui chơi xem pháo hoa. Lực lượng chức năng liên tục điều tiết giao thông vì nhiều tuyến đường bị cấm lưu thông thay thế bằng lộ trình khác. Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, các xe ở cầu Thủ Thiêm 1, cầu Bình Lợi hướng trung tâm quận Nhất về thành phố Thủ Đức. Những phương tiện chọn cách quay đầu xe đi hướng khác. Để giải nén cho thành phố Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất đề xuất sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt, mở rộng thành phố này gấp 4 lần so với hiện tại. Giai đoạn 2023-2025 thực hiện việc sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt. Diện tích tự chiến của thành phố gần 400 cây số vuông, dân số gần 260.000 người. Huyện Lạc Dương có diện tích hơn 1.000 cây số vuông, dân số gần 36.000 người. Như vậy, sau khi sáp nhập thành phố Đà Lạt rộng gấp 4 lần hiện nay. Theo phê duyệt của Thủ tướng, phạm vi ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận, nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông, không gian đô thị đang bị phá dỡ, đặc biệt là vùng lõi của Đà Lạt. Tối qua, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Trong lửa lớn, hai cụ già mắc kẹt, may mắn được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giải cứu thành công. Theo đại diện phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh, chiều qua, lực lượng nhận được tin báo về đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng 1 căn nhà kết hợp kinh doanh bán thuốc trên đường An Bình, phường 7, quận 5. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Nhiều người dân xung quanh phát hiện hô hoán cùng gọi dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, chỉ ít phút sau, đám cháy được khống chế và lực lượng giải cứu hai cụ già trước đó bị mắc kẹt bên trong. Hôm qua, lãnh đạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến thăm hỏi động viên gia đình bị thiệt hại do kè đổ gây sập nhà làm 3 người chết, 2 người bị thương tại tổ 4, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Dù việc xảy ra vào rạng sáng qua, khi kè đất của một hộ dân ở phường Tân Giang đổ sập vào nhà bà Trương Thị Hoa, phường Duyệt Trung, khiến con dâu và hai cháu nội bà Hoa tử vong tại chỗ. Bà Hoa và con trai bị thương. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo chính quyền cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đưa các thi thể ra khỏi hiện trường và đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Chiều qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai. Toàn quốc xảy ra gần 30 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ so với ngày hôm qua, làm chết 10 người, 8 người bị thương. So với cùng ngày nghỉ lễ năm ngoái, giảm cả về số vụ người chết và bị thương. Trong ngày nghỉ lễ thứ hai, Cảnh sát Giao thông các tỉnh, thành phố kiểm tra phát hiện xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng xử lý gần 3.500 trường hợp vi phạm.
Trong hai ngày nghỉ lễ vừa qua, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt. Đây là thành quả của chiến dịch ra quân quyết liệt lập lại an toàn giao thông ở các tỉnh thành trong cả nước. Với những hành vi bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người tham gia giao thông, nhất là cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ, dư luận cho rằng cần lên án và xử nghiêm. Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 9.600 lái xe vi phạm giao thông, phạt tiền gần 21 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.430 trường hợp. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, có nhiều tuyến đường hầu hết các phương tiện ô tô cá nhân đều bị dừng kiểm tra nồng độ cồn. Có trường hợp vi phạm ở mức cao bị cảnh sát lập biên bản xử phạt ở mức kịch khung. Một số trường hợp không chấp hành yêu cầu có biểu hiện chống đối cảnh sát giao thông. Việc kiểm tra định tính này nhằm kiểm tra được nhiều phương tiện mà không gây ùn tắc và giảm thời gian dừng xe chờ đợi. Nếu phát hiện tài xế có nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra định lượng bằng cách dùng ống đo nồng độ cồn để làm căn cứ xử lý. Tuy nhiên, vẫn có dừng khi chống đối, xuyên tạc. Tổ cảnh sát giao thông công an Vĩnh Phúc ra hiệu lệnh dừng ô tô 4 chỗ do ông L cầm lái để đo nồng độ cồn. Nhưng ông này quay đầu xe chạy ngược chiều, đâm vào một xe máy đi cùng chiều, hất cảnh sát xuống đường. Người này bị tạm giữ về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Tiếp đó, tại Đồng Nai, tổ công tác gần 20 người gồm Cục Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Đồng Nai thấy một thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi ngờ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nam tài xế không chấp hành, phóng xe vượt qua hai cảnh sát rồi va chạm với một đại úy đã xuống đường. Qua những trụ trì điện hình cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng bà men ngày càng manh động, trắng trợn, liều lĩnh, quyết chống đối đến cùng. Trước khi đó, nhiều người lên tiếng về hành vi đo nồng độ cồn đại trà của lực lượng cảnh sát giao thông, nhưng qua thời gian thực hiện cho thấy quy trình này không gây phiền hà, còn loại bỏ được những ma men tham gia giao thông gây nguy hiểm cho nhiều người. Trong khi một số người dân, thanh thiếu niên có thái độ thiếu tôn trọng, chống đối, còn có trường hợp các đối tượng vừa chống đối vừa lôi kéo người khác cùng tham gia, vừa tìm cách làm mất uy tín của lực lượng thi hành công vụ. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn trong thời gian qua tạo được thói quen với nhiều người dân là đã uống rượu bia là không lái xe. Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn duy trì 100% quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Trong phần tin tiếp theo, đơn vị bán hàng đa cấp không được sử dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo sản phẩm. Đoàn tàu Metro Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bị vẽ bậy, công an vào cuộc điều tra. Nhà dân nứt toát cạnh khách sạn 19 tầng đang xây, chủ đầu tư, nhà thầu cam kết đền bù. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 18 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng trong một năm. Tài chính là doanh thu từ khách hàng, không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế. Không cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến của người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh. Dự báo từ hôm nay đến ngày 10 tháng 5, mặn xâm nhập ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào giữa tuần, sau đó giảm. Độ mặn phổ biến tại các trạm lớn hơn so với độ mặn cao nhất tháng 4 năm ngoái. Riêng một số trạm ở Long An, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, độ mặn nhỏ hơn.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 5, ở khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác vào chiều tối. Sau đó, từ ngày 4 tháng 5, mưa giảm dần, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại. Dự báo trong thời kỳ từ nay cho đến ngày 10 tháng 5, mực nước trên các dòng chính sông Mekong biến đổi chậm và phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Mặn xâm nhập ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào giữa tuần, sau đó giảm. Độ mặn phổ biến tại các trạm lớn hơn so với độ mặn cao nhất tháng 4 năm ngoái. Riêng một số trạm tại Long An, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh có độ mặn nhỏ hơn. Tàu Metro số 1 lại bị chẻ bậy ở khu vực Depot Long Bình, nơi đoàn tàu đang chạy thử nghiệm. Tàu bị chẻ bậy theo dạng graffiti, tức là tranh kệ thuộc đường phố ở phần thân. Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, sự việc xảy ra vào sáng qua, riêng khu vực Depot luôn có bảo vệ làm việc nghiêm ngặt cùng với hệ thống camera giám sát. Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, hiện nay nhà thầu trình báo công an thành phố Thủ Đức, đồng thời nhà thầu cũng cho tẩy xóa khu vực bị vẽ bậy. Đây là lần thứ hai tàu Metro số 1 bị vẽ bậy, lần đầu là vào ngày 11 tháng 6 năm ngoái. Hai toa tàu bị vẽ bậy graffiti trên thân và đầu tàu, dù chưa được khai thác gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thưa quý vị, trái ngược với tình trạng sụt giảm ở hầu hết các ngành hàng xuất khẩu, riêng lúa gạo liên tục tăng trưởng cả sản lượng và giá trị xuất khẩu. Thị trường sôi động, giá gạo Việt Nam đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, giúp các chuyên gia không ngần ngại đánh giá Việt Nam đang trở lại vị trí số 1 về xuất khẩu gạo. Đầu quý 2, mọi phân tích dự báo đều cho thấy những tín hiệu lạc quan của ngành hàng này. Gạo thơm hạt dài Sepmin DT8 và Saponica hạt tròn đang được nhà máy chế biến khối hạ đóng gói phục vụ các đơn hàng nhập khẩu vào trong quý 2. Đây là những loại gạo chất lượng cao được thị trường châu Âu ngày càng ưa chuộng. Việt Nam là một cái nguồn cung cấp ổn định và có đủ các loại giống cho cả ba loại gạo hạt ngắn, hạt trung và hạt dài cho thị trường châu Âu. Trong khi châu Âu gia tăng nhu cầu nhập gạo phẩm cấp cao, thì các loại gạo thường như gạo trắng hạt dài 504, 54, 51, OM18 cũng đang xuất khẩu ổn định và dự báo chiều lạc quan ở hầu khắp các thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Châu Phi và các nước Trung Đông. Suốt thời gian dài từ đầu năm đến nay, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức quanh 500 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất trong mấy năm gần đây. Thị trường xuất khẩu sôi động khiến giá thu mua lúa tại vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục tăng cao. Một số loại gạo cao cấp của Việt Nam cạnh tranh gan hàng, có lúc chào bán cao hơn đối thủ cạnh tranh truyền thống là Thái Lan. Diễn biến thị trường đang trên đà cho Việt Nam trở lại vị trí số 1 về xuất khẩu gạo trên thế giới. Thực tế, thị trường gạo sôi động từ những tháng cuối năm ngoái và kéo dài từ đầu năm đến nay. Trước dự báo biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp ở nhiều quốc gia ảnh hưởng đến mùa vụ sản xuất lương thực trong thời gian tới, nhiều nước tăng mua bổ sung kho dự trữ. Các chuyên gia cũng khẳng định nguồn cung gạo thế giới sẽ thiếu hụt, do đó thị trường lúa gạo tiếp tục có chiều tín hiệu tốt trong thời gian tới. Sau khi giảm giá mạnh ở mức 58-62.000 đồng một bình 12kg vào đầu tháng 4, ở kỳ điều chỉnh tháng 5 này, giá gà tăng nhẹ. Chiều qua, Chi hội gà miền Nam cho biết giá gà thế giới chào theo hợp đồng tháng 5 dự chốt ở mức bình quân 555 đô la Mỹ một tấn, tăng 5 đô la Mỹ so với tháng 4, nên giá gà trong nước cũng điều chỉnh tăng nhẹ. Cụ thể, công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam miền Nam tăng 2.000 đồng một bình 12kg và 7.500 đồng một bình 45kg so với tháng trước. Giá gà bán lẻ tối đa là 420.000 đồng một bình 12kg và khoảng 1.575.000 đồng một bình 45kg áp dụng từ hôm nay 1 tháng 5. Theo chiều doanh nghiệp bán lẻ gà, những năm gần đây, các công ty gà thường thông báo giá gà vào ngày cuối tháng và áp dụng cho ngày đầu tiên của tháng mới, ổn định trong suốt tháng theo giá gà của CP. Nhiều người dân có nhà phía sau công trình xây dựng khách sạn cao 19 tầng ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phản ánh nhà của họ bị sụt lún, nứt nhiều chỗ do ảnh hưởng bởi quá trình thi công.
người dân sống trong cảnh bất an, lo lắng, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng 3 tháng nay, căn nhà của bà Phan Thị Mỹ Linh ở hẻm 38 đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều bị lún nứt tường ở nhiều vị trí. Để an toàn cho việc đi lại, bà phải dùng keo dán chăn chịch vào những vết nứt này. Nứt nhiều, bong chóc gạch rồi lên, rồi tường nó bị xé. Rồi nửa đêm ngủ mà nó nổ lóc bóc là nó văng gạch lên luôn á. Hồi hộp từng ngày không biết tường nó đổ xuống lúc nào nữa. Khoảng 20 căn nhà khác nằm trong hẻm cũng gặp tình trạng tương tự. Theo các hộ dân, nguyên nhân là do việc đào móng đóng cọc bê tông của công trình xây dựng khách sạn. Tiếng ồn từ công trình cũng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Gạch đó thì bị xích ra, nó bị lún á, nó lún cái đó nó bung ra như là mà cái tay mình bị lòi vậy đó, nó bung nó lòi cái gạch ra hết trên luôn. Rồi bắt đầu nó rớt xuống bể vậy nè, nó lún xuống, những hiện tượng nhà nó lún, còn từ góc cột thì bị nứt. Theo đơn vị thi công, do dự án xây dựng tầng hầm và điều kiện địa chất ven sông ảnh hưởng đến nhà dân. Trước khi thi công, nhà thầu và chủ đầu tư cũng lường trước được việc này và có giải pháp. Hiện nay tầng hầm thi công xong, việc nhà dân nứt lún không còn tiếp diễn. Đảm bảo là cái giai đoạn sắp tới, khi mà với cái thiết kế mà trên cái nền cọc sâu của dự án, thì cái việc mà ảnh hưởng tới nhà dân là rất ít và dường như là sẽ không xảy ra nữa. Trong trường hợp nếu có xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đó là lỗi do đơn vị thi công. Chủ đầu tư đơn vị thi công đến làm việc với các hộ dân ở hẻm 38. Đoàn làm việc và lập biên bản sự việc với 25 hộ bị ảnh hưởng. Hầu hết người dân đều yêu cầu nhà thầu sắp xếp bố trí kiểm tra, khắc phục triệt để những thiệt hại để bà con sớm ổn định cuộc sống. Trung tâm thương mại lớn thường thu hút lượng người đến vui chơi mua sắm rất nhiều, nhưng kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, theo chiều nhân viên bán hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, rất hiếm người mua sắm ở nhiều thời điểm. Hôm qua, tại các trung tâm thương mại lớn ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh như Diamond Plaza, đường Lê Duẩn, Vincom Center Đồng Khởi, đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn hay Takashi Maya, đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lượng người không nhiều. Các nhãn hiệu thời trang cao cấp với con số sale từ 15 đến 25% vẫn chưa đủ sức hấp dẫn khách hàng mua sắm. Một số người cho biết năm nay làm ăn khó khăn nên gia đình không đi du lịch, không đi ăn nhà hàng và cũng không mua sắm. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, du khách về Vũng Tàu tắm biển, nghỉ dưỡng rất đông, khiến cho các bãi tắm đông nghẹt du khách. Chính quyền kịp lắp đặt các trụ tắm nước ngọt miễn phí ở bãi sau ngày trước lễ để kịp phục vụ du khách. Theo ghi nhận thì 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay là kỳ nghỉ mà chính quyền chuẩn bị kỹ càng chú đáo để đón khách. 2 ngày qua, thành phố này đón khoảng gần 150.000 lượt du khách. Càng về cuối ngày, du khách đổ về Vũng Tàu ngày càng đông hơn. Trước hết, thành phố cho lắp đặt nhiều trụ tắm nước ngọt miễn phí ở bãi sau tại những khu đất mà các doanh nghiệp vừa giao trả mặt bằng xong ngay trước kỳ nghỉ lễ. Một trong những yếu tố quan trọng khiến du khách về Vũng Tàu đông đúc lần này là các trạm thu phí trên quốc lộ 51 dừng hoạt động, tạo thuận lợi cho việc đi lại, không lo kẹt xe, ùn ứ. Trong những ngày này, Vũng Tàu cũng cử các đoàn cán bộ liên tục đi kiểm tra tình hình tại các bãi tắm, cơ sở kinh doanh để kịp thời chấn chỉnh và tiếp đón du khách tốt hơn. Những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.